223 to BM 6.23 to Phú Quốc. Our flight to Phú Quốc Airport will take 50 minutes. Ấn tượng của tôi lần đầu tiên khi gặp chồng thì là ngày đầu tiên khi mà cả hai đến lớp gặp nhau và có hôm đấy tình cờ là khai sơ yếu lý lịch thì tình cờ hai người phát hiện ra là cùng ngày sinh, ngày tháng năm sinh, cho nên là hai người cũng có một chút gì đó ấn tượng. Đấy, cho nên từ đó tới đi là mình để ý thôi, để ý cái người đó thôi. Hai người mà học với nhau thì là có tình cảm với nhau cho nên là gắn bó với nhau luôn. Trông cũng xinh xắn nhỏ, nói chung là nó đúng cái gu của mình là mình thích thôi. Khi chúng tôi vẫn còn chưa kết hôn với nhau thì hai vợ chồng tôi thì vẫn là tiếp viên thường, thì lúc đó hai vợ chồng tôi cũng có rất nhiều cơ hội bay chung chuyến với nhau. Đấy cũng là một kỷ niệm vui khi mà chúng tôi cùng bay đến những cái địa điểm nào đó và có thể đi chơi cùng với nhau. Đó cũng là một cơ hội để đi du lịch. Và sau khi mà kết hôn rồi thì hai vợ chồng chị trở thành tiếp viên trưởng, thì hai tiếp viên trưởng không đi bay chung một chuyến với nhau. Đó là niềm mơ ước của những bạn trẻ thời đó và cũng như ngày nay, mơ ước được trở thành tiếp viên hàng không, được make up đẹp, được mặc đồng phục đẹp và đi trước các hành khách, đi trong nhà ga. Đó là niềm tự hào của chị. Tôi chính thức trở thành tiếp viên hàng không chính thức vào tháng 7 năm 2001 và từ đó đến nay là tầm hơn 20 năm. Tiếp viên hàng không thì mình cứ luôn luôn rồi mình phải giữ gìn cái bề ngoài, giữ gìn cái hình dáng, nhan sắc nó ổn định, rồi luôn luôn trau dồi kiến thức để nó không bị mai một, nó không bị lỗi thời. Nên là mình cứ update liên tục các kiến thức, như thế là đủ cho một tiếp viên hàng không. Trước chuyến bay của mình, đối với giờ chuyến bay quốc nội thì mình luôn luôn có mặt trước giờ cất cánh là 1 tiếng đồng hồ và mình cộng thêm khoảng độ 10 phút nữa để cho mình chỉnh đốn lại những trang phục hay là những cái điều đủ cần thiết của mình, và tất cả trước 10 phút là mình phải đầy đủ tất cả mọi thứ và có mặt đúng giờ. Sau khi mà khách lên tàu thì mình sẽ hỗ trợ hành khách như là chỉ khách về vị trí chỗ ngồi, cũng như là sắp xếp hành lý cho gọn gàng và để cho chuyến bay mình đóng cửa đúng giờ, có chuyến bay tốt đẹp. Sau quá trình là công tác 8 năm thì tôi lên vị trí tiếp viên trưởng. Cách đây mà mấy hôm mình vừa bay chẳng hạn, cái chuyến bay nó không hạ cánh từ Tân Sơn Nhất này, nó phải đa bay ra một cái điểm khác. Khách người ta rất là khó chịu rồi ồn ào rồi người ta phản đối ấy. Nhưng mà mình ấy, kiểu mình là tiếp viên trưởng ấy, mình biết cái sự việc ấy như thế nào và cần phải xử lý nào, mình sẽ đi dọc cái máy bay là mình sẽ giải thích cho từng người một. Những ai mà khó tính nhất mình càng giải thích, rồi người nước ngoài mình giải thích cho người ta hiểu vấn đề cái thì nó rất là đơn giản. Chứ còn nếu mà mình giải thích không cặn kẽ thì nó lại thành một vấn đề khác. Còn khi mà mình giải thích cho người ta hiểu đây là cái sự cố gọi là bất khả kháng về thời tiết chẳng hạn, nên là người ta phải chấp nhận cái chuyện đó và người ta sẽ đồng thuận thôi, và người ta sẽ hợp tác với mình rất là tốt. Thực ra mà nói thì con người luôn có cảm xúc vui buồn lẫn lộn thất thường, nhưng mà mình luôn luôn phải xác định công việc của mình là mình phải kìm nén những cái nỗi cảm xúc mà không vui để mình có thể cố gắng làm sao cho mình luôn luôn cảm thấy khách nhìn thấy mình là luôn luôn vui vẻ, yêu công việc và tiếp xúc với khách một cách nhẹ nhàng vui vẻ. Cùng ngành nghề thì đương nhiên mình sẽ hiểu công việc của nhau, có nhiều lúc sẽ chia sẻ cho nhau, góp ý cho nhau trong công việc để cho nhau tốt hơn. Đặc thù công việc của tiếp viên ấy là sẽ đi nghỉ đêm nhiều nơi, và đó cũng là cái khoảng cách mà hai vợ chồng không gặp nhau trong khoảng thời gian cũng tương đối dài. Tôi nhớ có một thời gian mà lâu nhất là 2 tuần hai vợ chồng không gặp nhau, chỉ gặp nhau ở trên tàu khi mà nối chuyến nhau. hoặc là gặp nhau ở một cái sân bay nào đó, nhìn đến nhau và chào nhau. Thuận tiện thì là cái bạn gái đấy người ta hiểu mình nhiều hơn, nên mình đi lại hay có thể là mình đi bay về khuya, mình đi ăn với bạn bè thì người ta cũng biết là mình đi đâu, mình làm gì, mình đi ăn với bạn, cho nên là cũng không có cái dị nghị gì, cũng không có cái vấn đề gì cả. Với lại đặc biệt là hai người cũng phải hiểu nhau, thế cho nên là sẽ không có cái vấn đề gì mà nó căng thẳng quá. Thế sau mỗi một ngày đi làm việc về chẳng hạn, mình đi làm về là bạn gái vợ mình đi làm về có cái vấn đề gì mà nó nổi cộm, ngồi nói chuyện với nhau, xong rồi mổ xẻ chia sẻ vấn đề đấy, xử lý ra sao, cần phải xử lý như thế nào. Nói chung là sẽ nó thuận tiện hơn rất nhiều, biết chia sẻ, với hai vợ chồng chia sẻ được nhiều vấn đề với nhau hơn. Sau khi sinh em bé thì tôi cũng có những áp lực về cái bề ngoài của mình, như là cân nặng rất là nhiều, rồi mình chăm chút em bé nhiều quá, không có thời gian chăm chút cho bản thân, nên là mình sẽ bị không đúng chuẩn của một tiếp viên hàng không. Thì mình cũng phải biết sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian để chỉnh hướng lại bản thân mình, để sau khi mà mình hòa nhập lại với công việc của mình thì tất cả mọi thứ đều trở lại như xưa. Sau khi sinh con xong thì là vợ mình tự xong rồi lại kiến thức tự điều chỉnh lại vóc dáng, cho nên là mình cũng không có áp lực gì mấy đâu, chỉ phụ vợ trông con thôi. Mình phụ trông con này, phụ việc gia đình, nói chung là ai tiện làm việc gì làm việc đấy. Mình cũng biết nấu ăn, mình cũng biết dọn dẹp nhà cửa, thế mình có thể chia sẻ tất cả những cái công việc đấy với vợ.